Nếu một ngày ta chỉ là con số âm thầm đau, âm thầm nhớ người xa, cố dạy dỗ khỏi đôi tay thân chết, cố giật danh từng hơi thở vụt qua. Nếu một ngày ta nằm trong chiếc túi, không ai hay, không ai biết là ai, rồi lặng lặng theo dòng xe đưa tiễn đến lò thiêu thêm lần cuối lưu đày. Nếu ngày kia con chim sâu đi đến hỏi ta trò cùng chim nữa, này chim ơi ta đã thoát hình hài. Nếu một ngày ta chỉ là một con số âm thầm đau, âm thầm nhớ người xa, rồi dòng xe đưa tiễn đến lò thiêu thêm lần cuối lưu đày. Nếu ngày kia con chim sâu im đêm hỏi ta đâu, ai sẽ trả lời thay, không còn kẻ chuyện trò ta đã thoát hình hài. Nếu một ngày bụi cho ta trở lại, lần sau cùng xin được món cây xanh, hồn theo vận thơ buồn cùng nhân loại. Nhân ơi ta ẩn hiện giữa điêu vân, nếu một ngày người xưa về thăm lại, biết tìm đâu nấm mộ để mà hương, xin thắp nén trầm hương buồn tê tái, ngày tàn đêm rười rượi khúc chiêu hồn, xin thắp nén trầm hương buồn tê tái, ngày tàn đêm rười rượi khúc chiêu.